Sau quá trình lấy ý kiến tiếp thu của 12 triệu cử tri trên cả nước, ý kiến của các bộ, ban ngành, các địa phương, đến nay luật đất đai cơ bản đã hoàn chỉnh, trong đó những nội dung có nhiều ý kiến khác nhau đã nhận được sự đồng thuận cao. Thì các ý kiến khác nhau chủ yếu tập trung vào cái vấn đề về thu hồi đất, tập trung vào thỏa thuận liên quan tới việc là cấp đất cho các cái doanh nghiệp để thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án thương mại dịch vụ và các dự án đất ở, thống nhất các cái nội dung liên quan đến định giá đất và nêu cái điều kiện cụ thể để có thể thực hiện các cái phương pháp định giá đất khác nhau trong thực tế. Những cái chi tiết cụ thể như liên quan đến khái niệm người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay là đất quốc phòng an ninh sử dụng làm kinh tế, đấu giá, đấu thầu cũng như là các cái tiêu chí để mà có thể giao đất cho người sử dụng đất, và các nội dung này đã được thống nhất để có thể thực hiện triển khai trong thời gian tới. Thời gian qua, nhiều vụ việc sốt đất, đầu cơ đất nổi lên khiến dư luận quan tâm. Dự thảo luật đất đai sửa đổi được kỳ vọng sẽ đưa ra những quy định cụ thể để giải quyết vấn đề này. Và một trong những cái biện pháp căn bản nhất thì đó là chúng ta sẽ xây dựng cái bảng giá đất và phù hợp với cả giá đất thị trường. Và bên cạnh đó thì các cái quy định liên quan tới cái việc thu thuế đối với cả người có nhiều nhà nhiều đất thì chúng ta đã được thể chế hóa tại các cái quy định trước đây. Thì nếu như khi mà chúng ta định giá đất phù hợp với cả giá thị trường thì những cái người mà có nhiều nhà đất mà bị định giá theo cái giá đất của thị trường thì cái tiền thuế 0,03, 0,07 và 0,15% nó sẽ tăng lên theo cái quy mô đất đai mà người đó sở hữu. Và trong thời gian tới thì việc kết hội nối giữa cái cơ sở dữ liệu của quốc gia về dân cư cũng như là cơ sở dữ liệu về giá đất thì sẽ tạo điều kiện cho nhà nước có thể quản lý tốt được cái sở hữu đất của những cái người mà có cái diện tích sử dụng đất lớn. Và nếu như trong trường hợp mà đất đai được định giá đất phù hợp với giá thị trường thì tôi tin rằng là cái việc người sở hữu đất mà phải đóng nhiều thuế thì họ sẽ buộc phải đưa đất vào sử dụng và sẽ hạn chế cái trường hợp đất bỏ hoang. Và chính vì vậy thì cũng sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ giá đất và số đất như hiện nay. Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 khai mạc vào thứ 2 ngày 15 tháng 1 và dự kiến bế mạc vào thứ 5 ngày 18 tháng 1. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua luật đất đai sửa đổi.